thấy cái gì bê bê cái gì nhỉ, trẻ trâu đang nói cái gì nhỉ? Ui thằng cô Linh mấy thằng Nam Ngố đang làm gì anh em ạ? Ui nó đang khênh cái thùng gì to thế. Ui ui bớt con nào trước nhỉ? Đốt hết gì? Ôi, ôi lại 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 ôi, à, cái gì? Mấy đứa làm cái trò gì đấy? Sao một đống bóng bay của anh định định làm gì đốt à? Bóng bay nhiều quá. Hả? Nhiều quá chặt hết cả nhà. Chặt cái gì em, toàn những cái đồ này để bẫy ghi đi chặt. Xẹp mép ấy. Xẹp vẫn thổi được. Khách thế mà. Hả? Ôi 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 đừng đừng đừng. Bọn em này, em biết anh mua cái này bao tiền không? Thì bao nhiêu tiền ạ? Này baby sắc này, gấu to này, ui ơi cả siêu nhân của anh này. Chết rồi, thôi chúng mày khênh ra đây cho anh cái. Chúng mày đốt cái này phí hết của. Đốt này có dùng đâu mà. Vẫn dùng, cái này anh vẫn dùng được, vẫn bay được nó. Đốt mấy con xẹp này đi. Con này thổi được, cứ mang ra đây nhá. Mang ra đây anh em mình xài, nó con nào dùng được. Mang vào đi. Cô đi thôi, khênh ra. Mày thì cứ phá hoại của anh bao tiền, hả khênh ra đây. Em cứ rửa thôi, đốt đi bẩn. Đốt cái gì, chặt cái gì. Trẻ trâu dám định đốt hết búp bê của mình này. Đây búp bê gấu này, con gấu này khổng lồ chắc nó bị xẹp rồi. Đấy, ui ôi. Thằng này là thằng người rơi này, cũng bị xẹp mất rồi. Này nữa, Spider-Man này cũng bị xẹp rồi anh em này. Xẹp hết rồi, à đây. Baby sắc vẫn còn này, còn con baby sắc xanh nữa, không biết vất đâu rồi. Cái này hôm nọ bẫy hơi bị đẳng cấp luôn. À, Doraemon này, trượng này. Toàn đồ như này chúng nó vất đi. Đấy khủng long này, con này bị xẹp này. Ui mặt Spiderman lâu lắm mình mới nhìn thấy này. Cái này đợt trước mình làm cái bẫy hoành tráng này. Mặt Iron Man này. Sai. Đây nó có xẹt đâu. Nhưng mà đốt mấy con xẹt đi cho đỡ bẩn. Bẩn cái gì? Cái này để hôm nào anh vá lại là anh dùng chi? Đã hết cả nhà. Rồi đây, bẫy được mấy lần rồi. Bây giờ nhá. Giờ có dùng đâu. Dùng được hết. Cái này nó cũ rồi, người ta không biết đâu, nó không gì đâu. Cũ á? Ừ, cái này bây giờ dùng nhiều thì khả năng là thằng Huggy nó biết rồi anh em ạ. Phải dùng cái mới, mua cái mới đi. Lại còn cả cái thằng xanh xanh anh em ạ. Thằng Blue ấy. Xem cái đấy còn lên được không? Đây đây, văn phòng đây. Ôi giời. Cái này không còn biết đấy, mua cái mới đi. Biết rồi, đi ra ngoài kia anh tìm xem có cái bóng bay gì mới mà anh mua về để bẫy nhỉ. Ừ thế anh mua đi nhé. Ừ nhưng mà cái này không được đốt của anh. Ừ thế anh mua đi, em cất đi vào trong cho anh. Cất đi thôi nhá. Cất đi. Ừ. Cái này cất đi đừng có đốt của anh. Phí. Để sau bạn fan nào thích mình còn tặng nhí. Em này. Đừng có đốt đấy. Ừ, cấp đi. Nam Ngố nói đúng anh em ạ, khả năng là phải đi ra mua cái loại bóng khác. Chứ cái bóng này mình cũng sử dụng nhiều rồi, Huggy nó biết hết tất cả hình dạng rồi. Phải xem bẫy bằng cái loại bóng gì nó mới hay nhỉ. Bóng siêu nhân thì nhiều rồi. À ok, hôm nay mình sẽ bẫy bằng bóng món ăn. Đấy, hôm nay mình sẽ mua bóng bay có hình một cái món ăn nào đó để dụ Huggy có khi là hay hơn. Anh em chờ tí để mình ra mình xem có cái loại đấy nhá. 2000 years later. Ok anh em nhá, anh em thấy trên tay mình là cái gì không? Đấy, trên tay mình là một cái túi màu đỏ hay cái gì nữa. Nhưng mà trong cái túi này là một loại bóng bay. Mà bóng bay này ấy, là bóng bay về một thứ có thể ăn được. Đố anh em đoán được cái gì ấy, đoán chúng mình tặng anh em luôn. Đó. Cái này hôm nay mình nghĩ khả năng bẫy Huggy là đẳng cấp luôn. Bây giờ ra mở ra lại xem nó như nào nhá. Anh em biết đây là gì không? Úi xời, đây là bóng bay các bạn nhá. Đấy, như các bạn nhìn thấy nhiều màu sắc không? Xài. Đấy, giới thiệu với anh em đây chính là bóng bay kẹo mút các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy vòng xoáy của kẹo mút chưa? Đấy, đây là một cái kẹo mút màu xanh này. Ui nhiều thế nhỉ? Hai cái này, ba cái này. À đây kẹo mút màu hồng này anh em này. Kẹo mút nó có cái hình xoắn xoắn này. Đây là cái đầu thổi các bạn nhá. Tí nó thổi lên nó sẽ phồng lên chắc là sẽ đẹp. Ui nhiều lắm các bạn ạ. Ui cái này giống nhất đây. Anh em nhìn chưa? Nhìn cái da cam này giống cái kẹo mút chưa? Gọi là Anbelibe kẹo béo. À, ui nhiều lắm. Quả này tha hồ bẫy các bạn ạ. Đấy. Nó có xoáy xoáy này. Nhìn xa y như kẹo các bạn ạ. Đây là các loại kẹo mút. Đấy, xoáy. Mình sẽ thử thổi cái quả bóng này nha, xem nó nhào nha. Yeah, ôi ôi. Anh em nhìn này. Giống y một cái kẹo luôn. Đấy. Nhìn như một cái kẹo khổng lồ đẹp tuyệt vời anh em ơi. Xa. Cái gì ấy? Cái gì vừa bay qua nhỉ? Ô, anh em ơi, vừa cầm trong tay mình vừa nói cái gì khổng lồ phát mất hút đâu nhỉ? Sao cái kẹo to thế có thể mất được nhỉ? Ảo thật ý! Hay là cái con gì nó bắt mất nhỉ? Để ra thổi cái khác, cái gì vậy? À, lại được cái kẹo mút nữa anh em ơi. Đấy, các bạn thấy cái quả này đẹp không? Quả này mình thấy có khi đẹp hơn quả vừa lấy. Ô, hình như nhà mình có trộm. Trộm nào mà trộm? Thằng Cú Linh dậy nhanh! Dậy, 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 có trộm!
Anh vừa ấy mua hai cái quả bóng kẹo mút to đùng về mà tự nhiên mất hút luôn. Mút đấy. Ừ. Đâu đâu đâu. Đi ra đây, ra đây, ra. Chắc chắn có thằng lấy của anh. Em ơi, như có thằng nào đây? Có phải không? Đúng không? Anh nhảy em, anh nhảy em. À, Spiderman đen. À, thằng này dám trộm bóng à? Đưa bóng này nhanh. Ra đây, lộ rồi, đi ra đây nhanh. Nhanh. Ai giải thằng này được của nó nhỉ? Dám ăn trộm ăn cắp à? Đưa hai cái kẹo mút đây. Đấy, làm gì này? Nhìn kẹo mút đẳng cấp chưa? Cái này có ăn không anh? Ăn bóng bay đấy em này. Nhưng mà nhìn xa thấy kẹo mút không? Đang ăn được đấy. Spiderman ở đâu ra đấy? Hả? Từ đâu về đấy? Từ trên trời á? Ê giời, ra đúng lúc nhỉ, anh đang làm cái này làm bẫy Huggy. Hôm nay anh mua nhiều, hôm nay anh mua nhiều bóng kẹo mút á, nhìn đâu kẹo mút rồi. Wow. Ê, ui, Spiderman đánh bóng đẳng cấp nhỉ. Cái bóng anh mua đẳng cấp chưa? Ui. Nhiều màu luôn. Cái này có ăn được không anh? Mẹ bóng bay ăn cái gì, cái này để bẫy Huggy thôi. Bây giờ anh em đi vào nhà thổi hết cái đống này lên. Tí là làm một cái bẫy. Ok. Em đi, thổi nhanh lên. Bên này còn từng này cái cơ mà nhiều lắm, một đống quá, kẹo luôn. Hả? Khó thổi quá. Sao mà khó à? Người to thế này mà không thổi được cái quả bóng kẹo đấy á. Quả nữa à? Ok, xong, để đây hai cái kẹo. Em thấy cái quả màu xanh này đẹp. Ừ, màu xanh chưa có, chưa thổi. Anh em nhá, hôm nay anh em mình sẽ làm một cái bẫy kẹo bóng. Đấy, đây gọi là kẹo mút bong bóng. Mình sẽ đặt cái bẫy này ở trong luôn cái phòng này. Đấy, mọi ngày mình bẫy ở ngoài vườn, hôm nay mình sẽ bẫy luôn trong căn phòng này nhá. Để có gì là đóng cửa luôn không cho nó thoát. Đấy, anh em nhìn thấy bóng chưa? Nhìn thấy bóng bay đẳng cấp chưa? Quá tuyệt vời anh em ạ. Ước gì ngoài đời có kẹo mút khổng lồ này mình ăn xả láng luôn. Chẳng nhẽ thì anh đuổi mày về, anh gọi San sang thổi. Bây giờ San nó chỉ gần một hơi là được. Yeah. Ui giời kinh, thái cực quyền rồi. Ui 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 ui. San ơi, chưa thổi đang ngất à? Dạy cho anh. Nhiệm vụ liệu có thổi được cái này đâu. Ui ui, được đấy. Chứng tỏ bỏ mặt lại Spiderman đang thổi có vẻ uy tín hơn. Ôi sao cái kẹo này còn một lửa này. Phải rất ngon các bạn nhé. Các bạn nào mà ăn kẹo béo, ăn Belly B ấy, là các bạn sẽ biết cái kẹo này. Kẹo này phải nói là vị này là vị cam các bạn nhé. Hôm nay thì mình chắc là màu của candy, kẹo candy, candy sữa. Ui ôi, cô Linh thổi từ nãy giờ nhiều phết nhỉ. Ui ôi. Em thổi gần chục quả. Wow, tổng có bao nhiêu cái nhỉ? 2 này, 4 này, 6, đây là 7, 8, 9, à đây cả của Spiderman đen nữa là 10. Còn nốt quả này nữa là anh em mình xong rồi, đặt bẫy rồi. Đấy, bóng nó nhẹ nó bay. Bây giờ anh em mình phải làm một cái kiểu gì đó để giống cái kẹo mút. Đấy, bây giờ mình khả năng là phải gắn vào một cái cây em ạ. Đấy, đi kiếm cái cây nhá. Ôi nhiều đấy. Ôi đẹp chưa? Hôm nào anh cũng làm cái kẹo khổng lồ. Hôm nào làm kẹo khổng lồ này mời anh em nhá. Ok. Ui ui, đừng em ơi, mày đừng có đói thế hỏng vỡ bóng đấy, không phải kẹo đâu. Nhưng mà thơm hết. Ok anh nhá, bây giờ xong rồi mình phải đi kiếm một cái cây để làm cái kẹo. Đây là cây rồi, bây giờ anh em gắn hết kẹo lên cái cây này cho anh. Cây này á? Ừ. Tốt quá. Bây giờ phải không, kẹo khổng lồ nó phải lên cây khổng lồ chứ. Gắn hết tất cả kẹo đây á? Tất cả luôn. 1 quả. Yeah, ui ôi. Tức là một cây kẹo khác. Ui ôi. Quả cây kẹo này ăn thì chắc là đến phải đến sang năm hết em ạ. Ui giời. Anh em nhìn thấy quả cây bóng kẹo của mình là cấp chưa? Đấy, kẹo này là kẹo cam này. Kẹo candy này. Kẹo hồng này mình chưa biết ăn. Hồng là vị dâu các bạn ạ. Đấy. Ui giời. Ước gì anh em mình được vào một cái thế giới nhiều kẹo này nhỉ? Làm thế là cấp không? Nhiều kẹo thế nhỉ? Ê, thằng nào làm lổ kẹo quá rồi. Ông vợ cu Ninh. Ui giời đấy, phá. Thôi, bây giờ không đổ nhau nữa, bây giờ đặt một cái bẫy đi. Hôm nay mình sẽ dụ nó vào trong nhà. Cái này okay. Cái này tí cho Minh Vương giả kẹo được anh ạ. Giả người kẹo à? Ừ được. Minh đây Minh Vương làm trên giới với chúng chăn rồi. Không cho mày. Mày đội vào hợp lý hơn. Như này à? Mày đội làm người kẹo được ấy. Bây giờ đặt cái cây này cho nó đứng lên kiểu gì bây giờ? Có cái gì cho đứng không? Cắm vào cái giày của dưới cát xê này có đứng được không? Đứng làm sao được? Đổ. Thằng này mày ngó nghiêng cái gì? Hả? Chạy đi rồi. Em tìm chỗ trốn đi. Mày chui luôn vào cái tủ này cho anh. Bây giờ anh bàn kế hoạch nhá. Tí nếu mà thằng Húc đi nó vào đây nó tưởng là kẹo, nó vào đây nó ngó nghiêng nó ăn nhá. Bọn anh sẽ dồn nó ngồi vào cái ghế này, xong mày phải mở cửa ra mày úp xoắn luôn ra nhá. Hiểu chưa? Nằm ngố làm gì đi? Em trốn. À, em hóa trang thành quỷ kẹo cũng được ấy nhỉ. Trốn. Em hóa trang thành quỷ kẹo được ấy. Đấy, đeo cái này vào.
Anh em thấy cái cây kẹo này của mình đẳng cấp không? Khét luôn. Đấy. Bây giờ cháu ghi vào thôi. Ui. Ui em ơi. Nó ngoài cửa kìa. Ui. Nó ngoài cửa ấy. Chết. Ui, chết rồi. Lấp lấp. Chạy chéo 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 chéo. Nằm qua đây nhá. Nằm qua ở đây nhá. Thôi đóng cửa vào đi, không nó quay lại trả thù ấy.